Chào mừng bạn đến với Tulato, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Những trải nghiệm sống đôi lúc mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ nhưng cũng lắm trở ngại, khó khăn. Chúng hình thành trong ta trạng thái tinh thần tích cực, nhưng cũng xây dựng trong tâm hồn ta nỗi sợ, sự ám ảnh. Và chính những nỗi sợ này đôi khi kìm hãm chúng ta tiến về cuộc sống bình an, hạnh phúc. Trước nỗi sợ, nhiều người lựa chọn chấp nhận nó như một phần không thể thay đổi của bản thân. Chỉ cần không nghĩ về nó thì sẽ không bị nó ảnh hưởng. Giải pháp đơn giản chỉ là bơ đi mà sống. Thế nhưng, dù bạn có làm ngơ thì nỗi sợ vẫn hiện hữu trong bạn. Và chính nó sẽ kìm hãm bạn trên con đường tìm kiếm cuộc sống bình an, hạnh phúc thực sự. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng khẳng định trong quyển sách Fear, sợ hãi rằng cách duy nhất để chế ngự được nỗi sợ là nhìn nhận và quán chiếu vào nguyên nhân gốc rễ của chúng. Vậy, làm thế nào để thành thực nhìn nhận nỗi sợ của chính mình? Và làm sao để lần ra căn nguyên của chúng? Hãy cùng Tulato nhìn vào sâu trong sự sợ hãi qua cuốn sách Fear, sợ hãi nhé! Cuốn sách được viết bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong những người có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của Phật giáo phương Tây. Thiền sư được xem là cha đẻ của phương pháp thiền chánh niệm. Bên cạnh đó, thiền sư còn là một giảng viên, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, là người sáng lập nền dòng tu lớn nhất ở phương Tây. Đầu năm 2022, thiền sư Thích Nhất Hạnh ra đi, để lại nỗi tiếc thương trong lòng hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Sinh thời, bên cạnh việc giảng dạy, thiền sư còn ghi dấu ấn với hơn 100 đầu sách trải dài trong nhiều lĩnh vực, từ tôn giáo, thiền, nghệ thuật sống, cho đến sách dành cho trẻ em. Trong số những quyển sách ấn tượng nhất của thiền sư, không thể không kể đến Fear, sợ hãi, một cuốn sách thể hiện góc nhìn sâu sắc về nỗi sợ, căn nguyên và cách khắc phục. Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, được dịch thành nhiều thứ tiếng trên thế giới và đã trở thành một trong những đầu sách bán chạy tại nhiều quốc gia. Nét đặc trưng trong các tác phẩm của thiền sư Thích Nhất Hạnh là lối kể chuyện nhẹ nhàng, dung dị mà vô cùng sâu sắc. Fear, sợ hãi cũng vậy. Thông qua những câu chuyện, trải nghiệm của chính thiền sư trong hành trình vượt qua giới hạn của mình, tất cả những khúc mắc, những khía cạnh ẩn giấu của nỗi sợ đã được lý giải. Từ 224 trang, cuốn sách gồm 3 phần chính. Phần 1, khởi nguồn cho việc thức tỉnh tri thức, đi tìm nguyên nhân của nỗi sợ. Để vượt qua nỗi sợ, bước đầu tiên là chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận và tìm hiểu nguyên nhân vì sao chúng hình thành và lớn dần trong tâm hồn chúng ta. Vậy, nỗi sợ đến từ đâu? Mỗi chúng ta được sinh ra trong những hoàn cảnh riêng, quá trình trưởng thành cũng có nhiều khác biệt. Do vậy, nỗi sợ cũng được hình thành theo những nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như, những nỗi sợ được truyền lại từ cha mẹ, ông bà, thông qua cách giáo dục và ứng xử với con trẻ. Nỗi sợ được hình thành vào khoảnh khắc chào đời, khi bạn phải rời khỏi sự ấm áp và chở che nơi bụng mẹ để đối mặt với thế giới bên ngoài xa lạ và nguy hiểm. Hay những nỗi sợ được hình thành từ những ám ảnh thời thơ bé. Nỗi sợ cũng có thể bắt nguồn từ những việc thậm chí chưa hề xảy ra ở hiện tại. Dễ thấy như việc sợ chết, sợ mất đi thứ bản thân yêu quý, sợ mất người thân. Chung quy lại, nỗi sợ được hình thành ý niệm về sự sống và cái chết của con người. Mọi thứ đều đến từ hư vô, nên cũng sẽ trở về với hư vô. Người ta thường nói, con người đến từ cát bụi, rồi sẽ trở về với cát bụi. Ý niệm này tồn tại dai dẳng trong nhận thức con người qua năm tháng mà không hề mất đi. Phần 2 là sự giải phóng bản thân khỏi những ý niệm cố chấp để ngộ ra chân lý của hạnh phúc viên mãn. Bụt có cái nhìn hoàn toàn khác với người thường. Ngài cho rằng khái niệm sống và chết vốn không hề hiện hữu. Ta không sinh ra nên cũng không chết. Ta chưa từng nắm giữ nên cũng không cần sợ mất đi. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh khẳng định rằng, tự muôn đời tôi vẫn tự do. Tử sinh chỉ là cửa ngõ ra vào. Tử sinh là trò chơi cút bắt. Tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Giống như khi mẹ của thầy Thích Nhất Hạnh mất, là một người con, thầy vô cùng đau buồn. Nỗi đau ấy chỉ mất đi khi thầy ngộ ra rằng mẹ thầy không hề biến mất, bởi bà luôn tồn tại trong ký ức và trái tim của thầy. Khi bạn ngộ ra được chân lý đó, bạn mới có thể chiến thắng sự sợ hãi và làm chủ cảm xúc của mình. Thiền sư cho rằng nỗi khổ lớn nhất của chúng ta là ý niệm về đến, đi, lui, tới, vì sợ hãi mà không ngừng trốn tránh, cố che giấu. Hiển nhiên là nỗi sợ sẽ không biến mất. Nó vẫn ở đó và không ngừng ràng buộc bạn
với quá khứ và cả tương lai. Cách duy nhất để thoát khỏi sự ràng buộc đó là dũng cảm đối mặt với nỗi sợ, không ngừng luyện tập để hiểu và cảm nhận được sự tự do thực sự, để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai khái niệm vĩnh cửu và hư không. Phần 3 là quá trình thực hành để vượt qua những rào cản của chính mình, của các quan niệm cố hữu. Tinh hoa của fear, sợ hãi, nằm ở chuỗi những bài thực hành giúp bạn chuyển hóa nỗi sợ thành sức mạnh ý chí và tình thương bao la trong tâm hồn. Như bài thực tập dừng lại giúp bạn tĩnh lặng ở khoảnh khắc thực tại, không nuối tiếc quá khứ, không lo lắng cho tương lai, chỉ có thực tại, thành thật và dũng cảm nhìn vào nỗi sợ của chính mình, không chạy trốn, không đè nén và làm ngơ chúng. Việc dừng lại và lắng nghe chính mình sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về nỗi sợ của bản thân, hiểu về nguyên nhân và gốc rễ hình thành nên chúng. Bài thực hành niệm tâm từ giúp ta mở ra sự thấu cảm cho đứa bé bị tổn thương và đầy sợ hãi ở sâu trong tâm hồn mình, để bản thân có cơ hội thay đổi, thấu cảm cho nỗi sợ của người khác để bao dung và chia sẻ với những người xung quanh. Bỏ qua những tổn thương mà người khác mang lại cho mình, và tuyệt vời hơn cả là bạn có thể giúp họ cùng xoa dịu nỗi sợ. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, những bài thực hành trong fear, sợ hãi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả. Được đánh giá là quyển sách thiền ứng dụng không thể thiếu trên kệ sách và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Jeff Wilson, một học giả về Phật giáo Mỹ, từng gọi phương pháp thiền chánh niệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một cuộc cách mạng về tỉnh thức. Quyển sách thuộc dòng sách Phật pháp ứng dụng với rất nhiều bài thực hành, lối trình bày đơn giản, dễ hiểu, ngôn từ nhẹ nhàng và đầy chất thơ đặc trưng của thầy Thích Nhất Hạnh, phù hợp cho cả những người mới bắt đầu làm quen với thiền chánh niệm. Sách là lựa chọn tuyệt vời cho ai đang bị nỗi sợ hãi chi phối. Những ai muốn hiểu hơn về bản thân, muốn cải thiện những cảm xúc tiêu cực hay mối quan hệ với những người xung quanh, để có một cuộc sống thực sự viên mãn, an bình, bạn chỉ có một lựa chọn là vượt qua nỗi sợ của bản thân, vượt qua nỗi lo về sự sống và cái chết. Bởi như thầy Thích Nhất Hạnh từng nói, không sinh, không diệt, đừng sợ hãi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Fear, Sợ Hãi từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.